cái này thằng ông Trần Đình Sử thì mình vừa nói xong, còn dư đến là Trần Thái Bá Tân đây. Thì nhưng mà đứa nào cũng mở mồm ra là chế ngoài 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 đây. Thì cái thằng giáo sư Trần giáo sư Sử là Trần Đình Sử này, hắn nói rằng chế độ thối nát, chế độ cộng sản hiện tại thối nát hơn bất kỳ cái chế độ nào đã có ở Việt Nam. Nhưng mà mình hỏi rằng, mình hỏi hắn rằng là có cái chế độ nào thơm hơn cái chế độ cộng sản thì mày nói đi, cho tao một cái hèn, hoặc mày thác mày comment vào đây, và có cái chế độ nào tốt hơn với dân, lo cho dân và vì dân như là chế độ cộng sản, bằng như chế độ cộng sản thôi, thì nói ra để cho người dân biết, người ta tìm hiểu, rồi nếu như mà tốt hơn cộng sản á thì người ta theo. Chứ còn á nói rằng là giống như kiểu là cái bọn này á, là cái bọn của nó là đấm đấm bi thóc mà chọc bi gạo đấy. Là cái hồi mà mình nói lại một chút, là cái hồi thằng Tấn Dũng, Nguyễn Tấn Dũng mà nó đã cấy giống đấy, thằng hồi thằng Nguyễn Tấn Dũng nó đã cấy giống rồi á, đến chưa á, thì thằng Trần Đình Sử và thằng Trần Ngọc Thêm rồi thằng Thái Bá Tân, chúng nó là khi đó mới lan lang đấy, dư tài rắng mà cái chế độ ní nó xấu xá, nó thối nát như thế đấy đó. Thì dư Bắc Tổng là đang đột lo đấy. Đấy, thì giống như kiểu mà đấm bị thóc, cái loài đấm bị thóc chọc bị gạo, rồi đến khi này tài rắng mà vừa la lang là đứa mố mà đấm bể cho bị thóc cái gì, là cái bọn này đó. Cho nên là không chửi là không được, mà không chửi á thì mất chế độ. Mất chế độ thì người dân lầm than là cái chuyện đương nhiên, làm chi mà được ngủ ngon giấc nữa, là Pháp Quang Lê đây. Thì dư ông Trần Đình Sử, ông trả lời cho tôi đi, có cái chế độ nào tốt hơn với dân bằng như Đảng Cộng sản thì ông cứ nói, để cho người dân người ta nghe, người ta theo cho sung sướng, để nâng cao cái đời sống cho người ta. Đấy, con người mà là phàm là con người là phải ai cầu toàn muốn sung sướng hơn. Chứ đừng có nói rằng mà để mà rằng là cá thản rằng là không có cái chế độ hiện tại là thối nát, rồi là để mà đấm nhau vào cái bụi rậm là lối cổ rồi là lối cổ cái bọn Việt Nam Cộng Hòa trở lại nhá, không có. Đó thì mình chỉ nói vắn tắt lại một chút nữa thôi. Chứ còn dư ở đấy á, rồi ở đấy là cái thằng Thái Bá Tân là cũng phải 75-80 rồi mà cũng nói rằng là chỉ có một mong muốn tột cùng là thấy, mong sớm thấy cộng sản cáo chung. Thì đang nói đến nhà tiến tri Văn Gá người Nga, rồi các nhà tiến tri Ấn Độ, rồi toàn nói Covid, cô đô các thứ đấy, rồi nói đến những nói đến cái an nguy của các cái đất nước khác, chứ không hề nói đến cái chế độ của cộng sản là khi nào bị sụp đổ cả đó. Mà nói đến mình ở đấy chỉ nghe đến là cái tiến tri của Bạc Quê, về tiến tri của Ngô Đình của Trân Dân, về Đào Tụt Quân ấy, thì nói rằng là năm 2000 là cộng sản sụp, mà cũng chết sụp nè, chết sụp được góc nào nè, mà nắng sông dài đến dư. Rồi nói đến là năm 2020 rồi là Việt Nam sẽ là lập, sẽ là thành một tỉnh, rồi cái chí của Trung Quốc, cái chí vừa nói xong mà quên mất rồi, kỷ niệm chí đố đó, hội nghị thành đố với Tàu là năm 2020 rồi cũng chưa có nè đó. Mà dư năng sống thêm, cộng sản năng sống thêm được 3 năm nữa rồi, chứ tiến tí Trần Dân danh nơi sai đó. Cho nên Phạm Thái Tấn mình nói là bạn biết rằng là nó không biết á, thì để mình nói cho nó biết, cho nó sáng mắt sáng lông ra, chứ nó đã dốt rồi thì mình cũng im lặng không nói nữa. Thì rồi chẳng những là nó nghĩ rằng là nó đúng đấy, rồi chẳng những là nó nghĩ nó là thằng Sử, thằng Trần Đình Sử đấy, nó nghĩ rằng là nó nói đúng, mà nhiều người cũng nghĩ rằng là nó nói đúng, rồi theo thằng Sử à,
theo thăng sử thì đất nước có phải là nguy nạn không? Đó là mình phải bảo vệ chế độ chứ. Ăn cây nào rau, ăn quả nào thì rau cây đó mà. Thái Bá Tấn là thằng già sớm nắng chiều mưa. Thì dư cùng chưa biết nữa. Hiện tại ní thì đang nhiều lắm. Đang nhiều lắm, đang nhiều thằng sớm nắng chiều mưa lắm Phạm Thái Cương. Đó là. Cho nên là Thái Bá Tấn á. Tao nói với mày nha, Thái Bá Tấn còn được mấy ngày cuối đời. Thì tao không phải là khiếu khích mày nha Thái Bá Tấn. Đây. Thì kể cả tao đây cũng rứa, tao đây cũng năm nay là 60 rồi. Thì mày chắc chắn là hơn tao trên một giác là đúng rồi. Thì chả biết là kể cả tao với mày chả biết lúc nào là cáo chung. Đó là, mà sống cái phần đời còn lại đấy mà không nói được lời tử tế, không nói được những cái câu hay ho ý nghĩa mà để cho người đời thứ nhất á, là để thể hiện cái hiểu biết của mình với xã hội, hai nữa là để cho xã hội, để cho những người chung quanh người ta tôn trọng mình một chút, rằng mình là con người đường hoàng, không sống hiền lương chứ không làm hại chi ai. Đó. Thì chứ đến cái tuổi thất thập cổ lái hí như thế này rồi mà mày cũng không còn nghĩ đến cái chuyện đó nữa thì tao cần gì mà phải dừ cho mày nữa. Đúng nè. Mày làm gì mà có dánh dừ nữa. Mày ăn cái nào mà rau là mà lấy tru cho cộng sản cạo chúng. Thì é có lẽ chắc là mày phải cạo chúng trước cộng sản đó, chứ bởi vì là thấy mấy nhà tiến tri đoạn nói rồi mà là cộng sản sụp đổ rồi, cộng sản thê lò thê trái rồi, cộng sản tan rã rồi là nhưng mà đến dư cộng sản vẫn sống nhắn rắn, vẫn sống phây phây mà chưa hề suy xuyển, mà thậm chí là đáng là ngay càng mạnh. Không mạnh á thì làm sao mà khui được cái bầy lợi ích nhóm là Việt Kỳ Tết tỏa rập bầy đàn. Đấy. Thì giờ mày tao nói thế này á, tao nói thế á, mày mà có cài á thì mày cứ cho tao cái hèn rồi là để tao coi thử, để tao tìm thầy cho giỏi, nhờ thầy tiến tri xem coi thử lời mày nói đúng hay tao nói đúng, để coi thử khi nào cộng sản cạo chung. Chứ mà cứ chừng này á, người dân thì càng ngày càng phơi phới á, ăn sung mặc sướng, cuộc sống thì tự do đấy, xe máy rồi xe máy là dư lại ít rồi mà còn là đi xe sang xe ô tô đấy. Đây thì người dân còn ngủ chí mà không đi xe ô tô mà lại thích đưa cái trong vô được cổ, hay là thích để cho cái bọn Cộng hòa Việt Nam công hành hắn đứa cái mày chém của thằng Diệm trở lại hả mỹ hả là Thái Bá Tấn. Mày nói cộng sản sụp đổ đấy, mày câu cho cộng sản sụp đổ rửa thì có cái chế độ nào tốt hơn chế độ cộng sản để thay thế chưa? Ai thay? Ai thay chứ mày thay, hoặc là cái bọn ngụy quân ngụy quyền xưa mà thay á, là tao không tin ạ. Không tin. Đó. Những cái chế độ thằng giáo sư, thằng giáo hứ mà Trần Đình Sử đấy, nó nói rằng là cái chế độ Việt Nam nó chưa bao giờ thối nát, chưa có chế độ nào là thối nát như cái chế độ hiện tại. Đó nè, rửa thì trừ chế độ cộng sản ra thì những cái chế độ trước đấy mà đã ngự trị trên đất nước Việt Nam á, những cái chế độ kia là thơm, là tốt. Thì đó là của chúng mày, thì bưng về mà thờ. Đấy, chứ người dân Việt Nam đấy, cả 900 triệu người dân Việt Nam, người ta không khoái. Người ta không khoái cho nên người ta mới phải vùng lên á.
Người ta không khom lưng, không làm chó chui gầm giường như chúng mày. Đấy, cho nên á, khi thấy Bác Hồ mà đưa cái ánh sáng từ các nước ngoài về rồi á, là Bác thắp đèn dầu lên là người ta nghe theo Bác, và cho đến tận bấy giờ thì rõ ràng ràng là Việt Nam đã được sánh với năm châu. Và cái biểu tượng khí đền dư á, mình nói chuyện này một đoạn ngắn là mình kết thúc nha mọi người. Thì trước đấy á, kể cả như những cái người có chữ, như là cái con nhà văn là chị Nguyễn Thị Thu, chị Thu Hương đó, cho mọi người xem luôn. Chị Nguyễn nhà văn, chị mình đọc bao nhiêu là sách của nó rồi mà từ chứng quên mất tên. Đấy, mà hắn là trước chiến đại trước 75 thì hắn ở người Bắc, cho nên là cái khi mà miền Nam giải phóng đấy thì nhà nước mới chủ trương là đưa chuyển hắn vào, chuyển đưa hắn vào cái đưa hắn vào miền Nam để làm công tác dân vận. Đấy, để làm công tác dân vận là cho người tuyên truyền cho người dân biết rằng là không có tắm máu, không có chuyện là cộng sản trả thù rồi biển máu như là những cái bọn kia, bọn ngụy đồn á. Thì ái dè là hắn là con nhà văn mà hắn đi vô đó rồi hắn nói rằng là tôi khóc như cha chết, tôi vô Sài Gòn tôi thấy nhà xây, tôi thấy là xe hơi, rồi tôi thấy đường nhựa, rồi tôi mới cảm thấy là tôi bị lừa, rồi tôi khóc như cha chết. Đấy, gấp tìm lâu thế, tôi khóc như cha chết là rằng là từ lâu đến dư là bị cộng sản lừa. Đấy, mà mình chửi cho nó là biết là bao nhiêu nhưng mà không thấy nó trả lời. Mà hắn vẫn là dư hiện tại thì đang làm con đùy bên Pháp nha mọi người. Chắc là cái hồi đó rồi theo thằng Pháp á, theo thằng linh Pháp đánh thuế cho Mỹ mà, cho nên là dư không được về Việt Nam nữa. Nhưng mà nhớ cái tiếng nói đấy, nhiều quá không tìm nổi mọi người ạ. Con nhà văn Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Hương vậy đó. Thì cho đến từ những cái chế độ, cho đến bao nhiêu chế độ nha. Đây, chính như con Thu Hương hắn đã nói như thế. Rồi đến dư ba thằng ngạo sứ ở đây cũng là những cái người mà gọi là nếu như mà đi ở đâu đó có mặt túi trong đó thì người ta sẽ giới thiệu rằng là người ta là học hàm là ngạo sứ, chứ còn túi là con dân đen đó. Mà con ngạo sứ có đâu như các người đấy thì sẵn sàng làm chó chui gầm giường, chúi dưới háng được khác, đi nói xấu chế độ. Con tôi là con dân đen nhưng mà tôi biết ăn cây nào tôi rào cây đó, và tôi tự hào vì quê hương đất nước của tôi. Đấy, trên cái thế giới này đấy, mời ba ngạo sứ và mọi người xem cho biết, mà nhất là ba cái thằng ngạo sứ đấy. Đây, có tiếng mà không có miệng, vô đây mà nghe tôi nói nha. Trên cái thế giới này nước nào cũng có một cái lá cờ, tức là cái quốc kỳ cho quốc gia của mình đó. Mà có cái lá cờ nào mà đi khắp nơi và được yêu chuộng, được cả thế giới yêu chuộng khắp nơi, đưa về làm cho cái tài sản của mình như cờ, như cái lá cờ của Việt Nam không? Ba ngạo sứ trả lời cho tôi đi. Rồi ba ngạo sứ mà trả lời đúng, mà nói đúng tôi chấp nhận được, là ba ngạo sứ mà nói gì tôi cũng nghe. Đây, đây là cái lá cờ hình tượng của Việt Nam nha, mà nằm trên cái tháp, là cái tháp này là 828 mét. Đây, mình đọc cho mọi người nghe nha. Tòa tháp cao nhất thế giới được phủ quốc kỳ Việt Nam.
Đấy, Việt Nam giờ ở cái tâm tự hào quá, Việt Nam ơi. Đấy, tòa tháp cao nhất thế giới được phủ quốc kỳ Việt Nam là ở Ả Rập, ở cái vùng Ấn Độ, Ả Rập, Ấn Độ đấy. Đó, người ta lấy cái biểu tượng quốc kỳ của Việt Nam đưa về làm cho cái quốc, ở bên này cái chỗ vàng vàng là cũng là quốc kỳ là sao vàng năm cánh nha mọi người. Đó, rửa thì nhục, các ông thấy nhục ở chỗ nào? Tại sao lại không tự hào quê hương đất nước mình có cái quốc kỳ mà được cả nước yêu chuộng mến mộ, mà tại sao lại không lấy đó làm niềm tự hào mà lại là nói theo cái kiểu tiêu cực để làm gì? Có phải là đấm bi thóc chọc bi gào diễn biến cách mạng mau không? Đấy, và trong khi ta dự tính thụt lùi nha mọi người, hòa bình là năm 75 mà là mới hòa bình, năm 10 năm với chắc tàu nữa, nhưng mà cứ cho năm 75 là hòa bình đi, thì Mỹ đều đến Việt Nam 20 năm, từ năm 75 đến dư là 48 năm, 48 năm với 20 năm thằng Mỹ chiếm đóng Việt Nam là 68 năm. Đấy, thì có nghĩa là 68 năm là từ khi thằng Mỹ là thằng Pháp đấy, thằng Pháp đã chiếm đóng Việt Nam 99 năm, cách Việt Nam 100 năm, cách nay 100 năm rồi là 68 năm nha mọi người. Mà thằng Pháp đã ở Việt Nam là bắt Việt Nam là nhổ lúa trong đáy đưa về làm giàu cho mẫu quốc của nhà nó, nhưng mà thực ra đó là chỉ giàu cho những cái trung so đang trên á, giống như địa chủ ở Việt Nam đấy mọi người. Đấy, chứ người dân ở dưới đấy cho đến dư là gần cả trăm năm, gần cả 200 năm người dân Pháp đấy. Đến hiện dư đấy là người dân Pháp mà xuống biểu tình rằng là Pháp không được ủng hộ vũ khí cho Ukraine, bởi vì vì Ukraine chiến tranh mà Pháp, mà người dân phải chịu bao nhiêu thứ đắt đỏ, răng dâu, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Đấy, là cái hài là người dân chịu. Nhưng mà cái lời cái lại á là những cái nhà sản xuất vũ khí người ta hưởng, mà người dân Pháp là phải chịu. Đấy, cái gì cũng lên giá. Thì người dân Pháp biểu tình, người dân Pháp rất khổ mọi người ạ, rất là khổ luôn, còn khổ hơn Việt Nam, còn khổ hơn Việt Nam bằng dư từng bằng mấy lần luôn. Phải là như những cái năm 6 chiến tranh đấy, chứ không phải là như hiện tại đấy đâu. Đấy, thì người Pháp xuống đường biểu tình là phản đối chính phủ Pháp không được là cung cấp vũ khí và cũng không được điều động lính để hỗ trợ Ukraine. Bởi vì càng ủng hộ Ukraine thì càng kéo dài chiến tranh, mà đứa con bộ đội đó là ai? Bộ đội đó là con, là em, là chồng của dân. Cho nên người dân họ biểu tình. Mà thứ nhất đó là cái lò nướng Ukraine là cái lò nướng thịt, đứa tự dưng giáo con giáo cháu mình, cho giáo chồng con mình, cho một cái thằng hề. Đó là nếu như mà rõ ràng ràng là chưa đi, nhưng mà đã thấy đó là một cái thất bại đau đớn, mất chồng mất con, đó là chuyện đương nhiên. Còn bên cạnh đó là giá cả cái gì họ cũng phải dùng, đã sống là phải ăn, phải dùng, cái gì cũng đắt. Người dân Pháp thua thiệt đủ đường, thì họ cảm thấy nhà nước áp bức quá. Họ đưa cái cờ đỏ sao vàng ra, của Việt Nam ra, họ lấy cái biểu tượng cờ đỏ sao vàng để đi biểu tình chống đối chính phủ Pháp. Họ đòi quyền tự do cho họ. Đấy, và một khi
những tôi mà đã thấy được những cái hình ảnh rằng là người dân Pháp lấy cái hình ảnh cờ búa liềm và cờ đỏ sao vàng của Việt Nam ra làm cái biểu tượng đi biểu tình để đòi tự do nhân quyền cho họ đấy, thì chắc chắn những ba cái ông ngạo sứ kia cũng sẽ thấy. Mà tại sao không đặt câu hỏi? Tại sao là không lấy đó làm niềm tự hào? Tại sao không hỏi là tại sao dừng người dân Pháp còn bây giờ là còn lấy cơ Việt Nam làm chi, mà trong khi đó thì mình thì chết đó, mà đến dư thằng Pháp sang đây là gần 200 năm rồi mà người dân Pháp vẫn phải lấy nhá cái hình ảnh cơ đỏ sao vàng của Việt Nam ra để làm cái biểu tượng đòi tự do cho đất nước họ, cho người dân của họ. Giữa chúng mày là ngạo sứ, là giáo sứ hay là ngạo sứ mà không nhận ra cái điều, mà cả những cái điều mà chúng mày chế đấy thì cả thế giới đang thèm khát